Các bạn ơi, đây là một cái hộp bột cacao đó các bạn. Bột cacao có nghĩa là từ cái quả cacao mà ở Việt Nam mình có trồng đó, thì người ta sẽ nghiền nhuyễn ra và nó ra cái bột cacao như thế này. Rất là đơn giản thôi, không có gì hết. Cái ý nghĩa của nó là như vậy. Nhưng mà khi mà mình ở Việt Nam thì mình nhớ là có một cái sản phẩm, cái sản phẩm gì mà sữa cacao uống hay là gì đó, nó là cái bột cacao. Thì cái loại đó nó có đường các bạn ha. Cái loại đó nó có đường và cái bột của nó đó, cái hỗn hợp của nó rất là mịn. Còn cái này mình mở ra cho các bạn xem là nó không mịn chút nào ha. Nó có thể đóng cục như thế này nè. Đó, nó đóng cục như thế này. Khi mà các bạn làm bánh á, là các bạn sẽ phải rây qua một cái rây để cho nó mịn lại, chứ còn nó sẽ không mịn tự nhiên ha. Nó không mịn sẵn. Những cái sản phẩm mà có đường, người ta sẽ làm cho cái hỗn hợp nó rất là mịn. Mình không biết là trong đó người ta bỏ cái gì vô, hoặc là người ta làm cách nào mà nó mịn như vậy. Nhưng mà cái bột cacao nguyên chất để làm bánh thì nó chỉ có một nguyên liệu duy nhất là cái bột cacao thôi. Các bạn nhìn vào chữ thành phần nguyên liệu nè, là chỉ có bột cacao thôi. Và đây là chưa phải là loại hạng nhất nha các bạn. Cái loại hạng nhất là nó còn phải có chữ organic nữa. Organic là hữu cơ đó. Thì cái loại này mình mua là do mình muốn có cái hộp này để mình đựng. Thì lần sau mình sẽ mua cái loại mà hữu cơ đó, nó nằm trong cái bịch, rồi mình chế vào cái hộp này để mình trữ cho nó đẹp. Chứ đựng trong cái bịch mình không thích. Đây đây là cái thương hiệu của Trader Joe các bạn. Trader Joe là cái chuỗi cửa hàng thực phẩm mà có uy tín nhất ở Mỹ ha. Thì không nhất thiết là uy tín nhất là phải đắt nhất đâu các bạn. Cái giá của họ rất là tốt, mà họ không hề có sản phẩm giảm giá nha. Họ không có giảm giá. Sản phẩm của họ lúc nào cũng là cái giá ổn định, và chỉ có bao nhiêu đó thôi. Họ đưa ra một cái giá nhất định và họ áp dụng như vậy, họ không tăng giá để giảm giá. Những cái cửa hàng khác chẳng hạn như là Target, Safeway cũng là những cái cửa hàng chuỗi cửa hàng siêu thị ở Mỹ, nhưng mà là họ họ đội giá lên chút xíu rồi họ giảm giá cho thành viên. Thì mình không thích cái hình thức đó lắm. Mình thì mình thích cái gì nó ổn định và cái giá nó có vẻ là nó chân thật hơn. Nên là mình rất là thích cái thương hiệu Trader Joe này. Nếu mà các bạn mà từ Việt Nam qua Mỹ đó, mà các bạn không nhất thiết là phải đi chợ Việt Nam quanh năm suốt tháng, thì mình nghĩ cái Trader Joe này nó rất là tốt. Là một cái thương hiệu rất là uy tín. Họ bán rất là nhiều hàng hữu cơ các bạn. Có hàng không hữu cơ nữa, thì giống như là cái sản phẩm này nè, thì cùng một quầy đó họ bán một cái hữu cơ và một cái không hữu cơ nằm cạnh bên nhau, thì ai muốn chọn như thế nào thì chọn. Nhưng mà họ đặc biệt có rất là nhiều sản phẩm hữu cơ và cái sản phẩm của họ rất là uy tín. Giống như là cái này không hề có đường nha các bạn. Các bạn muốn làm bánh chẳng hạn, như các bạn muốn làm bánh tiramisu á, thì là các bạn dùng cái sản phẩm này, nó không có đường. Chứ không có phải là dùng cái loại mà giống như là có đường, giống như là ở Việt Nam. Vì thực ra là mình là cái người hạn chế đường các bạn. Từ xưa đến nay mình là cái người hạn chế tối thiểu ăn đường. Mỗi ngày á, mình chỉ ăn đường á, vào cái lượng cà phê nhỏ xíu mà mình uống mỗi ngày á, là nó bằng một cái muỗng, mà giống như cái muỗng cà phê mà đút cho trẻ sơ sinh, trẻ em bé mà ăn dặm á, nó có một cái muỗng bé tí tẹo tèo teo á, cái muỗng đồ chơi á đó. Thì cái đó là cái lượng đường mà mình ăn, mình tiêu thụ mỗi ngày. Mình rất là hạn chế đường, bởi vì thực ra là đường nó không tốt cho mình. Nên là cái lượng đường thực sự á, mà mình tiêu thụ cái lượng mà ăn ngọt mỗi ngày á, nó vào cái trái cây của mình các bạn. Tại vì mình là người ăn ngọt, thực sự mình là cái người mà hảo ngọt. Nên là mình cần cái lượng đường ngọt, mình cần cái lượng ngọt vào cái cơ thể mỗi ngày, bởi vì mình thèm các bạn. Cái sự thèm nó kinh khủng lắm. Nên là mình phải có cái gì đó nó thay thế. Nếu mà mình không ăn đường thì mình phải ăn cái khác thay thế, chẳng hạn như là ăn trái cây này kia. Và những cái bạn mà trẻ trẻ, những cái em bé, cô bé, cậu bé, thanh niên đang tuổi lớn, thì
ăn nhiều cơm, ăn nhiều tinh bột không sao hết các bạn. Nhưng mà từ 35, 40 tuổi, 50 tuổi trở lên á thì nó không có bình thường nữa các bạn. Cái việc mà ăn cơm là cái chuyện bình thường của người Việt Nam, nhưng mà sau những cái tuổi đó, sau những cái tuổi nhất định thì cái việc mà ăn tinh bột nhiều á nó lại là vấn đề, nó lại trở thành vấn đề của chúng ta. Nên là chúng ta phải kiểm soát cái lượng đường đưa vào cơ thể của chúng ta. Cái đường mà chúng ta thường dùng để làm bánh á các bạn, thì nó vào cái cơ thể chúng ta nhanh nhất, thì cái đó chúng ta nên hạn chế. Còn nếu mà chúng ta thèm ngọt này kia đó thì chúng ta có thể dùng trái cây thay thế. Chẳng hạn như các bạn mà làm bánh á, mà các bạn phải cần cái lượng đồ ngọt á, cái vị ngọt á, thì các bạn có thể dùng trái cây khô đó các bạn. Các bạn ngâm ra, ngâm một tí nước rồi các bạn xay ra, dùng cái đó thay cho đường. Và rất nhiều người mà người ta thay đổi cái chế độ ăn uống á, những cái người Tây á, mà người ta bắt đầu người ta thay đổi cái chế độ ăn uống của họ, cái chế độ mà giảm đường á, là họ chuyển qua những cái loại trái cây khô. Thì đầu tiên là người ta rất là chuộng cái quả gì ta, cái quả gì mà chà là đó, cái quả chà là khô. Nhưng mà mình thử làm cái nho khô mình thấy nó cũng được. Rồi cái quả gì khô ở trong Trader Joe bán á, mình cũng làm được hết. Không cần là phải quả chà là khô mới được. Nên là các bạn cứ thử đi. Các bạn cứ thử đi. Hiện bây giờ có một cái trào lưu mới. Không phải là cái trào lưu các bạn, mà là do một nhóm bác sĩ á, họ bắt đầu họ chuyển qua nghiên cứu một cái chế độ ăn uống mới, là cái chế độ ăn uống gọi là gì ta, ăn uống theo thực vật đó các bạn. Có nghĩa là không ăn cái gì liên quan đến động vật. Thì những cái người đó họ bắt đầu họ tìm cách chế biến nấu nướng theo cái công thức mới đó. Họ tìm cách này cách kia để nấu cho nó vừa ngon miệng mà vừa tốt cho sức khỏe. Nên là có rất là nhiều đầu bếp họ tìm ra được những cái cách mà nấu ăn mới các bạn, rất là hay. Chẳng hạn như là có khi họ không cần dùng đến bơ các bạn. Mình thấy người Việt mình á là có ảnh hưởng bởi người Tây trong cái việc nấu bánh á, làm bánh á. Những cái bếp bánh Tây á là phải dùng bơ rồi, đâu có chạy đi đâu được. Nhưng mà cái nhóm bác sĩ này á, gọi là cái nhóm mà plant based đó các bạn, họ bắt đầu họ nghiên cứu, rồi họ có những cái người mà theo họ, rồi những cái nhà đầu bếp đó, những cái đầu bếp mà họ theo những cái nhóm bác sĩ này, họ tìm cách họ nấu nướng theo cái kiểu mới, thì mình thấy nó ra rất là ngon. Bạn mình là một cái người theo cái trường phái này, thì cổ nấu, có một lần cổ đưa cho mình một cái bánh quy mà cổ nói là cái này là tôi lấy từ cái cháo yến mạch mà hôm qua mà còn thừa đó, rồi cái nó dư quá nên là tôi mới trộn với một tí hạnh nhân hay óc chó gì đó, với lại một tí việt quất, với lại nửa trái chuối vậy đó. Rồi cái nướng lên, cái mình mới hỏi ủa vậy thôi đó hả, có nửa trái chuối thôi hả, cái cổ gật đầu cổ cười, cái mình tưởng là cổ nghe nhầm hay là nói nhầm, cái mình lại hỏi nửa trái chuối hả, cái cổ lại gật đầu cổ cười. Hình như là mình có hỏi 3 lần nên là cổ cuối cùng cổ cười khúc khích lên. Tại vì cổ thấy là mình có vẻ như là không tin. Bởi vì mình ăn mình thấy nó rất là ngon. Mình ăn mình thấy nó rất là ngon các bạn. Nên là, nhưng mà thực sự là như thế này các bạn, nếu mà các bạn là người dễ ăn á thì các bạn có thể thay đổi cái chế độ ăn được. Chứ còn nếu mà ăn ngon quen rồi, cái miệng ăn ngọt, ăn béo, ăn đậm đà nó quen rồi, các bạn có thể là cảm thấy là sẽ khó thay đổi đó. Nhưng mà nếu mà bạn là một cái người dễ ăn, ăn uống ăn lạc đó, dễ ăn, không cần phải ngọt quá hay là mặn quá hay là thơm quá,
các bạn là người dễ ăn thì các bạn có thể dễ dàng chuyển qua những cái chế độ ăn uống nó lành mạnh, rất là dễ dàng các bạn, thực sự là như vậy. Ôi mình nói nhiều quá rồi, từ cái chủ đề mà cái bột ca cao này mình muốn cho các bạn xem mà mình nói lan man tới cái gì mà chế độ ăn uống dồi dào sức khỏe tùm lum hết. Thực sự là không phải ai cũng thích nghe cái chủ đề này, nên là thôi, nói nhiều đó đủ rồi. Mình cảm ơn các bạn ha. Các bạn ơi, nếu mà thích cái video của mình thì các bạn chia sẻ đến những cái người mà các bạn cảm thấy là các bạn muốn chia sẻ. Rồi các bạn đăng ký kênh để các bạn theo dõi tiếp ha. Cảm ơn các bạn.